của Bồ Tát Quán Thế Âm. Nguyện thứ nhất, khi hành Bồ Tát, danh hiệu tôi tự tại Quán Âm, viên thông thanh tịnh căn trần, nơi nào đau khổ tầm thanh cứu liền. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ hai, khu nài gian khổ, quyết một lòng cứu độ chúng sinh, luôn luôn thị hiện biển đông, vớt người chìm đắm khi dông gió nhiều. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ ba, Ta Bà ứng hiện, chúng u minh nhiều chuyện khổ đau, oan gia tương báo hại nhau, nghe tiếng than thở mau mau cứu liền. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ tư, hay trường yêu quái, bao nhiêu loài ma quỷ gớm ghê, độ cho chúng hết u mê, dứt trừ nguy hiểm không hề nhiễu nhiêu. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ năm, tay cầm dương liễu, nước cam đồ rưới mát nhân thiên, chúng sanh điên đảo đảo điên, an vui mát mẻ ưu phiền tiêu tan. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ sáu, thường hành bình đẳng, lòng từ bi thương xót chúng sanh, hỷ xả tất cả lỗi lầm, không còn phân biệt sinh thân mọi loài. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ bảy, dứt ba đường dữ, chốn ngục hình ngạ quỷ súc sanh, cọp beo thú dữ vây quanh, Quán Âm thị hiện chúng sanh thoát nạn. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ tám, tội nhân bị trói, bị hành hình rồi lại khảo tra, thành tâm lễ bái thiết tha, Quán Âm phù hộ thoát ra nhẹ nhàng. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ chín, làm thuyền cứu vớt, giúp cho người vượt khúc lên đinh, bốn bề biển khổ trong trên, Quán Âm độ hết an nhiên niết bàn. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện thứ mười, tây phương tiếp dẫn, vòng hoa thơm kỹ nhạc lòng tàn, tràng phan bảo cái trang hoàng, Quán Âm cứu độ đưa đường về tây. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện
sóng liêu trường, Quán Âm nhớ niệm Tây phương mau về. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện 12 tu hành tinh tấn, dù thân này tan nát cũng đành, thành tâm nỗ lực thực hành 12 câu nguyện độ sanh đời đời. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.